Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bằng trò phù thủy của mình, Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu. Cơ quan điều tra xác định có 6.631 người bị hại. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh. Qua đó, đã làm rõ chiêu trò tập đoàn này sử dụng để huy động số tiền đặc biệt lớn của hàng nghìn người bị hại. Theo kết luận của cơ quan điều tra, thời điểm tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh rơi vào tình trạng khó khăn khi các dự án mới chưa thể triển khai, là chịu thêm ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Khi đó, Tân Hoàng Minh dư nợ tín dụng lên tới hơn 18.000 tỷ đồng. Trước tình hình nhiều món nợ đến hạn và quá hạn phải trả, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã thống nhất chủ trương chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tân Hoàng Minh, cùng thuộc cấp triển khai việc phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. Bị can Đỗ Hoàng Việt và cấp dưới đã thống nhất lựa chọn công ty thuộc Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút được nhiều người mua trái phiếu. Sau đó, công ty Tân Hoàng Minh, pháp nhân trung tâm, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu. Hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu. Hợp thức trái chủ sang cho công ty Tân Hoàng Minh, lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp, trong đó chủ yếu là người dân, không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp. Kết quả điều tra cho thấy, bố con ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty, công ty Ngôi Sao Việt, công ty Soleil và công ty Cung Điện Mùa Đông, ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống giữa nội bộ các công ty, cá nhân trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ. Phía Tân Hoàng Minh còn thỏa thuận với các công ty kiểm toán làm đẹp báo cáo tài chính, hợp thức báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành theo quy định, sử dụng các dạng tài sản, quyền tài sản như quyền sử dụng đất, giá trị cổ phần, vốn góp, tài sản hình thành trong tương lai. Trong đó, có một số loại tài sản chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, chưa đảm bảo giá trị để thông qua các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư và báo cáo thẩm định giá, ghi nhận giá trị tài sản đảm bảo, tạo niềm tin cho người mua trái phiếu. Công ty Tân Hoàng Minh còn ký các hợp đồng giả cách, chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc thanh toán tiền từ công ty sang các công ty phát hành, rồi chuyển tiền sang cho các cá nhân, tổ chức theo phương án phát hành trái phiếu nhằm hợp thức, tạo lập giá trị ảo, các gói trái phiếu và trái chủ sơ cấp do công ty Tân Hoàng Minh. Sau huy động vốn của các người mua trái phiếu thứ cấp, tiền này bị sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan điều tra làm rõ, thông qua công ty Ngôi Sao Việt, công ty Soleil và công ty Cung Điện Mùa Đông, Tân Hoàng Minh đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức trở thành trái chủ sơ cấp, công ty Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành là do công ty Tân Hoàng Minh chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc, mua đi bán lại nhiều lần. Hậu quả thiệt hại trong vụ án được xác định là hơn 8.807 tỷ đồng của 8.649 lượt nhà đầu tư trái phiếu của 9 gói trái phiếu. Cơ quan điều tra xác định có 6.631 người bị hại. Một người có thể cùng mua các gói trái phiếu khác nhau, nhưng chỉ được tính là một bị hại trong vụ án. Theo kết luận điều tra, các công ty chứng khoán Bảo Việt, BVSC, An Bình ABS, Agriseco, KIS Việt Nam, Everest EVS là các đơn vị tư vấn phát hành, giúp cho trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh xuất hiện trên thị trường. Để trái phiếu được phát hành, có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của 5 công ty chứng khoán với vai trò đơn vị tư vấn phát hành. Sau khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra, các công ty chứng khoán này đều đã nộp lại toàn bộ khoản phí đã được nhận theo hợp đồng nhằm thu hồi nguồn tiền phạm tội. Công ty chứng khoán An Bình đã ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện sở hữu gói trái phiếu 800 tỷ đồng cho công ty Soleil. Công ty chứng khoán Bảo Việt BVS ký hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành gói trái phiếu 800 tỷ đồng cho công ty Ngôi Sao Việt. Công ty chứng khoán Agriseco ký 3 hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ 450 tỷ đồng, 500 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng cho công ty Soleil. Công ty chứng khoán Everest ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu 3.230 tỷ đồng cho công ty Cung Điện Mùa Đông. Công ty chứng khoán KIS Việt Nam ký hợp đồng tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu cho gói trái phiếu 450 tỷ đồng với công ty Cung Điện Mùa Đông làm đại diện trái chủ, nhận tài sản bảo đảm. Ngoài ra, KIS Việt Nam còn ký hợp đồng tư vấn
chuẩn bị hồ sơ chào bán cho hai gói trái phiếu trị giá 1.900 tỷ đồng và gói trái phiếu 1.100 tỷ đồng do công ty Cung Điện Mùa Đông. Tuy nhiên, các gói trái phiếu này chưa kịp hoàn thành thì bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi vào tháng 4 2022. Bạn đánh giá như thế nào về hành động của các công ty trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng bàn luận. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trong những video tiếp theo nhé! Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị tổ chức có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những lỗ hổng trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh các quy định liên quan, hoàn thiện quy trình tổ chức và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được giao dịch công khai, minh bạch. Đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được kiểm tra, xác nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan. Xử lý nghiêm về hành chính đối với các công ty kiểm toán, công ty thẩm định giá, kiểm toán viên và thẩm định viên có sai phạm đã kết luận trong vụ án, đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, thẩm định viên. Đồng thời, cần chủ động tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá, kiểm toán viên và thẩm định viên. Có biện pháp quản lý chứng chỉ hành nghề, đăng ký con dấu pháp nhân, chữ ký kiểm toán viên, thẩm định viên để phòng ngừa các đơn vị cá nhân này lợi dụng chứng chỉ, chức danh nghề thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bán tư cách pháp nhân, bán con dấu, ký giả chữ ký trên các báo cáo kiểm toán, chứng thư, thẩm định giá vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán, các quy định về thẩm định giá và quy định pháp luật liên quan. Kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, trong đó quy định cụ thể, chi tiết đối với việc định giá tài sản hình thành trong tương lai và hồ sơ, thủ tục định giá tài sản đảm bảo cho phát hành trái phiếu. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các công ty chứng khoán trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm nâng cao vai trò, gắn trách nhiệm của các công ty chứng khoán trong việc phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát tổng thể các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, yêu cầu đánh giá lại tính pháp lý, giá trị tài sản để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của tài sản và khả năng thanh toán, thanh khoản khi tổ chức phát hành không trả được gốc lãi trái phiếu đến hạn. Yêu cầu các ngân hàng thương mại cần có quy định rõ quy trình, thủ tục tiếp nhận tài sản bảo đảm của trái phiếu, mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm, không ỷ lại chứng thư thẩm định giá của các công ty thẩm định giá, trong khi các ngân hàng đều có bộ phận thẩm định và quản lý rủi ro để đánh giá tính hợp pháp, khả thi của các loại tài sản bảo đảm trái phiếu. Giám sát dòng tiền luôn chuyển qua tài khoản trái phiếu, không để lợi dụng chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành. Quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu. Yêu cầu các ngân hàng thương mại gồm Vietinbank, Vietcombank, SHB tổ chức rà soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, quản lý tài sản bảo đảm các gói trái phiếu riêng lẻ của công ty Ngôi Sao Việt, Sole, Cung Điện Mùa Đông. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với những cá nhân, đơn vị có liên quan. Kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra nêu rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.